Bằng chứng chứng tỏ Tổng thống Mỹ Joe Biden quý Thủ tướng Việt Nam ra mặt. Tối ngày 1 tháng 1 giờ địa phương, trong khuôn khổ của hội nghị COP26, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, tiếp Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Quỹ Môi trường Toàn cầu GEF. Trong cuộc gặp gỡ này, người ta liên tục bắt gặp những hành động đặc biệt từ người đứng đầu quốc gia phát triển bậc nhất thế giới dành cho đại diện Việt Nam. Trong clip, ông Biden liên tục vỗ vai, tay bắt mặt mừng với Thủ tướng Phạm Minh Chính, một hình ảnh mà trước nay hiếm thấy ở các đại diện cấp quốc gia. Giữa cả hai hầu như không hề có khoảng cách hay sự phô trương giữa nước lớn nước nhỏ, chỉ thấy hình ảnh tay bắt mặt mừng như gặp lại người bạn cũ. Thậm chí, ông chủ Nhà Trắng còn ghé sát tai để nghe đại diện Việt Nam tâm tình. Hành động này khiến cho người dân hai nước vô cùng thích thú, và nó cũng là biểu tượng không lời cho mối quan hệ rất tốt đẹp giữa hai nước. Cũng trong cuộc tiếp xúc này, hai nhà lãnh đạo đã chúc mừng những thành tựu phát triển của hai nước và những bước tiến tích cực trong quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ thời gian qua. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc Tổng thống Joe Biden tăng cường hợp tác với Việt Nam và các nước châu Á và khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Mỹ, muốn phát triển quan hệ này càng ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, ổn định. Tổng thống Joe Biden thì đánh giá cao sự tham gia chủ động, tích cực và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tại hội nghị COP26, đặc biệt là việc đưa ra cam kết về phát thải ròng bằng không, quyết tâm ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải, chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, tuần hoàn. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam phát triển tích cực hơn nữa, trong đó có hợp tác về tài chính công nghệ để giải quyết các vấn đề về khí hậu, nhất là thực hiện đầy đủ các cơ chế theo thỏa thuận Paris. Hoan nghênh sự tham gia của các công ty Mỹ vào các lĩnh vực phát triển xanh, phát triển bền vững tại Việt Nam. Với những tín hiệu đáng mừng này, thì người Việt hoàn toàn có thể yên tâm tin tưởng vị thế của Việt Nam đang ngày càng được nâng cao trong mắt các cường quốc, và có lẽ đã đến lúc con rồng châu Á ẩn mình phải thức giấc.